Hôm nay em Thành lên sóng cho các bác một chiếc xe để các bác vừa chở người, vừa chở đồ đạc, vừa chở hàng hóa đây. Dành cho bác nào hay đi công trình công trường hay là đi công tác mà có nhiều hàng hóa, đồ đạc công kềnh. Đây, một chiếc bán tải Ford Ranger được sản xuất năm 2014. Chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhé. 2014 đây là phiên bản 2.2 số động một cầu máy dầu. Đó. Hiện tại chiếc xe này bên em Thành đang chào bán giá rất hợp lý, vô cùng yêu thương. Dành cho anh chị em cô bác nào với tài chính loanh quanh tầm 350 các nhá. Loanh quanh tầm 350 thì các bác nhà mình đã sở được một chiếc xe bán tải Ford Ranger màu xanh rất là đẹp luôn. Đấy, màu xanh rất là đẹp luôn các nhá. Tình trạng của xe thì máy số zin. Xe thì không lỗi làm gì. Bên em Thành có cam kết bằng văn bản khi các bác mua xe. Xe không tai nạn, không đôi đụng và không ngập nước các nhá. Pháp lý bảo hành trọn đời. Đó. Chiếc xe này thì đã được lên màn hình giải trí Android và cam lùi. Có đầy đủ hết đồ rồi anh em nhé. Đó. Ngoại thất màu xanh, nội thất ghế da hai màu, đấy, màu đỏ kết hợp với màu đen rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, em sẽ quay ngoại thất trước để cho các bác xem và cảm nhận. Lát nữa em sẽ quay chi tiết hơn từ nội thất đến ngoại thất để cho các bác xem và cảm nhận vẻ đẹp của em Ford Ranger 2014 này các bác nhé. 2014 phiên bản số tự động một cầu máy xăng. À, máy dầu xin lỗi các bác, số động một cầu máy dầu có nhá. Đấy, nắp thùng đây có cam lùi rồi có nhá. Đấy, có cam lùi này. Ford Ranger đây là bản XLS các bác nhá. Đây, nắp thùng này đó, thùng thì đã có lớp lót nhựa cứng rồi đấy, các bác chở đồ đạc hàng hóa thoải mái luôn các bạn. Đèn hậu này rất trong, rất sáng, là nguyên bản đây, cả bốn quả lốp này đấy, khe rãnh của rất là sâu và rất là dày anh em nhé. Đây, với bộ la răng đúc hết rồi. Đó. Cua lốp này còn rất là đẹp, rất là tươi. Đó. Đây, nội thất bên trong này, nội thất ghế da hai màu, màu đỏ và cải một số cái giải màu màu đen, cải một số cái giải màu đỏ rất là đẹp luôn các nhá. Làm cho chiếc xe rất nổi bật ở phía đằng sau ấy. Đấy, phía đằng sau có cổng sạc này. Đó, trần nỉ nguyên bản theo xe. Các chi tiết táp ly đây. Các thấy chưa? Táp ly, phần da trên cánh cửa vẫn là nguyên bản. Đấy, keo chỉ đây ạ. Đó. Để nói về dòng bán tải thì dòng Ford Ranger này thì là một sự lựa chọn chắc là đầu tiên để cho các bác có ý định khi các bác mua xe cái dòng bán tải đúng không ạ? Đó. Tất cả các tay nắm cửa thì đã được ốp mạ cờ đôm hết rồi này. Đấy. Đây, kính zin các bác nhá. 2014 này. Đấy, móc khóa cửa này, ốp bản lề cánh nguyên bản hết. Bốn cánh cửa, các chi tiết táp ly này rất đẹp, rất tươi. Đấy, phần da trên cánh cửa cũng là nguyên bản, vẫn là nguyên bản hết các nhé. Đây là các nút điều chỉnh gương này. Đó, gương kính này, gương kính chỉnh điện các nhé. Đấy. Đây, em sẽ ngồi vào cái ghế lái đây, Ford này. Đấy, túi khí an toàn. Đấy, có màn hình giải trí này. Dòng này thì vẫn là điều hành chính bằng cơ. Đấy, chỉnh bằng cơm, chỉnh cơ thôi có nhé. Đấy, có cổng sạc này. Đấy, cọc để đồ, bệ tì tay rất là to, vững chãi luôn, phanh tay này. Đấy, túi khí an toàn này. Để nói về option của chiếc xe này thì nó cũng cũng không có gì mấy các bạn, không có gì mấy, rất đơn giản nhưng mà vẫn đầy đủ tính năng để cho các bác xem. Đây. Đó. Loanh quanh tầm 350. Anh chị em nào mà quan tâm và thiện chí đấy, thì hãy đến với em Thành Ô Tô Hải Dương để xem xe. Đây, hệ thống dàn treo của chiếc xe này, dàn treo trước các bác nhé. Đó. Đây. Đấy, ốc lắp cabo này. Đấy, keo chỉ đây. Đấy, máy số zin các bác nhé. Các thanh răng rồi thanh tai này, hai bên tai vẫn là nguyên bản răng phía trước này. Máy số này. Đó. Cái số đi cái khoang máy, khoang động cơ này về thì bên em đã rửa dọn cho đi spa sạch sẽ, thơm tho, thơm phức rồi. Có nhá. Đó. Đèn pha này. Đấy, rất là sáng luôn. Đèn gầm có đầy đủ trang bị, đầy đủ hết tính năng rồi. Chiếc xe này thì đăng kiểm đến tận tháng 7 năm 2024 đây các nhá. Đó, đăng kiểm còn rất là dài luôn, còn dài luôn. Bốn quả lốp này. La răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS chống bơ cứng, có cụm ABS luôn có nhá. Đó.
táp đi này, trên bốn cánh cửa này. Đấy, em sẽ quay từng chi tiết một cho các bác xem và cảm nhận. Nội thất ghế da đẹp căng rồi, ghế da không dạn nứt, không rách nát gì đâu các bác nhé. Hộc chứa đồ cũng rất là to vững chãi. Đây, đây là các đầu cắm USB của cái màn hình giải trí này. Móc khóa cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh này. Đó. Để nói dòng bán tải thì Ford Ranger thì nó là vua của dòng xe bán tải rồi đúng không ạ? Đó. Đi rất là sướng, rất là phê, rất là khỏe, động cơ rất là khỏe. Được không nhá. Phía đằng sau thì hệ thống giảm xóc là nhíp rồi nhá. Đây nhíp này. Đó. Chassis gầm vệ rất là sáng này. Đây. Có đầy chưa? Em sẽ quay từng chi tiết để cho các bác xem. Thì vừa rồi em Thành ô tô Hải Dương đã quay chi tiết từ nội thất đến ngoại thất của chiếc bán tải Ford Ranger đời 2014. Đây là phiên bản số tự động một cầu máy dầu đấy nhá. Hiện tại chiếc xe này em đang chào bán với giá loanh quanh tầm 350 nhá, loanh quanh tầm 350. Giá thì còn thương lượng, còn độc lá và bao rút sơ. Anh chị em có bác nào quan tâm vào thiện chí thì hãy nhấc máy lên và liên hệ với em Thành sớm nhất để mình cùng đến trải nghiệm. À, đến xem xe và trải nghiệm lái thử, chạy thử trên các cung đường các nhé. Cảm ơn các bác nhà mình đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.